Một cô gái chưa chồng gặp phải tai nạn xe ngoài ý muốn, tỉnh dậy thì cô đã trở thành vợ người ta. Cô là một tiểu thư nhà giàu, luật sư nổi tiếng, tương lai rộng mở, nhưng bây giờ lại trở thành một bà nội trợ, quần áo rẻ tiền, đầu bù tóc rối. Bước ra khỏi phòng, còn có hai đứa trẻ gọi là mẹ, điểm tốt duy nhất là anh chồng vô cùng đẹp trai. Sau đó, cô bị cậu con trai nhỏ kéo đưa nó đi học. Nhờ vào mấy bà thím cô biết được, cô của bây giờ đã kết hôn từ năm 18 tuổi, có thai trước khi cưới, 30 tuổi vẫn chưa có công việc, nhà thì vô cùng nghèo khó. Buổi tối là thời gian nghỉ ngơi, anh chồng nằm trên giường nói, lên đây đi vợ yêu, sau đó liền cởi quần. Nữ chính ngây ra một lúc, anh muốn làm gì vậy? Anh chồng ngờ vực nói, chẳng phải các con đã ngủ hết rồi hay sao, hôm nay là ngày trả bài mà. Cô hoảng hốt liền vặn tay anh chồng và nói, anh là tên đàn ông xấu xa, dụ dỗ gái vị thành niên 18 tuổi, hại tôi phải mang thai từ sớm, ở trong căn nhà ọp ẹp này, tôi đúng là không có mắt nhìn người, anh như thế có xứng đáng với khuôn mặt đó không? Nói xong, cô liền ôm chăn gối ra phòng khách ngủ, bỏ lại anh chồng một mình trong phòng nằm đầy suy tư. Ngày hôm sau, để thoát khỏi cuộc sống khổ cực này, cô đã về căn nhà trước đây mình đã ở. Cô lấy một chiếc thẻ tín dụng, đến cửa hàng và mua một bộ đồ trị giá 3,5 triệu won. Về đến nhà, chồng và con cô hốt hoảng khi nhìn thấy giá. Trời ơi, một bộ đồ sao có thể đắt như thế? Hai người đang nói chuyện thì cảnh sát tới đưa nữ chính đi. Cảnh sát nhìn cô bằng bộ mặt cười nhạo và nói, cô đã sử dụng trộm thẻ tín dụng của người khác. Nữ chính giải thích là một người bạn luật sư đã cho cô mượn tiền. Cảnh sát chỉ thẳng tay vào mặt cô và nói, cô là người như thế nào cô còn không biết sao? Anh chồng nghe vậy tức mình đứng dậy đập bàn nói, anh nói ai là bà thím? Chiếc thẻ này là một người anh thời đại học, thấy gia đình chúng tôi khó khăn nên đã cho vợ tôi mượn chiếc thẻ này để chi tiêu. Sự tức giận của anh chồng khiến cho những người cảnh sát cảm thấy hơi e dè. Chủ nhân của chiếc thẻ vẫn đang nằm trong viện hôn mê, cộng thêm anh ta cũng là công chức nên những người cảnh sát đã xin lỗi và mời họ ra về. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, anh chồng cũng không trách mắng nữ chính, chỉ xoa đầu cô và nói, anh tin em, tuy mấy hôm nay em có hơi kỳ lạ nhưng anh tin chắc rằng em có lý do riêng của mình. Nói xong anh mỉm cười rời đi. Đối diện với người đàn ông vừa bảo vệ vừa cưng chiều mình như thế, thái độ của nữ chính cũng dịu dàng đi đôi chút. Lớn thế này rồi, đây là lần đầu tiên cô được người khác xoa đầu dịu dàng như vậy. Tiểu thư 30 tuổi nhà giàu vẫn chưa kết hôn, linh mục sắp xếp cho cô một cuộc tai nạn xe. Khi tỉnh dậy, hôn cô nhập vào người khác, làm vợ người ta trong vòng một tháng. Từ đó, cô có một anh chồng đẹp trai. Một ngày, cô cùng chồng tham gia một bữa tiệc của chính phủ. Trong bữa cơm, cấp trên muốn thể hiện nên liên tục dìm hàng anh chồng trước mặt sở trưởng. Nữ chính không chịu nổi nên cô đã sử dụng tài năng luật sư của mình tuôn ra một tràng khiến cho cấp trên mất hết mặt mũi. Nam chủ thấy thế liền kéo vợ mình rời đi. Dù có thế nào, ông ta vẫn là cấp trên của anh, sao lại có thể đối đầu với ông ta như thế chứ? Nữ chính nói, không phải là để xả giận cho anh hay sao? Hai người đang nói chuyện thì cấp trên đi tới nói, cậu không muốn làm việc nữa phải không? Nam chính không để ý, liền kéo vợ mình rời đi. Cấp trên liền nói thêm, một đôi cẩu nam nữ. Nam chính quay lại, vẻ mặt tức giận, nói tôi thì được, nhưng đừng bao giờ đụng vào vợ tôi. Nói xong, anh đấm thẳng vào mặt gã cấp trên, khiến gã ngã lăn ra đất. Tiếp đó, anh kéo vợ mình rời đi. Đối diện với người đàn ông vì mình mà không sợ đắc tội với cấp trên, nữ chính lại một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp. Qua cuộc nói chuyện mới biết, năm đó là cô theo đuổi anh, hai người không cẩn thận nên đã để dính bầu. Nam chính để chăm sóc vợ con nên từ bỏ cơ hội học ở đại học hàng đầu, sớm ra ngoài kiếm tiền nuôi vợ con. Anh là một người chồng có trách nhiệm. Ngày hôm sau, nữ chính bắt đầu đối xử tốt với mọi người trong gia đình. Cô làm đồ ăn sáng cho con, chuẩn bị đồ cho chồng. Khi đang tận hưởng những phút giây hạnh phúc, cô phát hiện ra con gái cô bị bạo lực học đường. Một công tử nhà giàu đã có ý đồ xấu với con gái của cô, tuy cuối cùng không thành công nhưng con cô đã bị thương khắp người. Hôm sau, ở trong văn phòng hiệu trưởng, luật sư của tên thiếu gia nói, gia đình của các người như thế nào thì chúng tôi cũng đều biết, chúng tôi có tiền bồi thường cho các người. Cuối cùng, người mất danh dự vẫn là các người, cho nên hãy ngoan ngoãn mà nhận tiền bồi thường đi. Vì nghèo hèn nên bị người khác bắt nạt, con gái của cô biết hoàn cảnh gia đình nên nói với mẹ, hay là bỏ đi mẹ, chúng ta đấu không lại họ đâu. Nữ chính ôm con gái vào lòng và khẳng định một cách chắc nịch, dù bọn chúng có mạnh đến đâu, một khi đã động vào con gái của mẹ thì bọn chúng nhất định sẽ phải trả giá. Quay lại phòng hiệu trưởng, bằng kinh nghiệm luật sư của mình, cô đã nói ra tất cả các tội trạng mà bọn chúng đã mắc phải. Cô khẳng định bằng mọi giá, cô sẽ làm cho bọn chúng thân bại danh liệt, tiếng xấu muôn đời. Sau đó, cô lấy máy ghi âm ra, tên luật sư thấy thế liền hoảng hốt, còn tên thiếu gia nhà giàu vẫn hoành hoang đứng lên mắng, đồ đàn bà xấu xa, cô sẽ biết hậu quả của việc đắc tội với tôi. Đây không phải là thèm đòn hay sao? Nữ chính vốn là đai đen, liền vật ngã tên thiếu gia xuống đất tức giận nói, đồ xúc sinh, việc mày nên làm bây giờ là quỳ xuống xin lỗi. Hành động vừa rồi của người mẹ khiến con gái rất ngạc nhiên, thật là ngầu quá đi mất. Bỗng chốc, cô trở thành thần tượng của con gái, tất cả những mâu thuẫn trước đây giữa họ đều biến mất. Hai người trở nên thân thiết hơn, sau đó tiếng vui vẻ cười nói lại vang lên trong căn nhà. Vợ chồng hòa thuận, con cái gắn kết, nữ chính giống như một người vợ, một người mẹ thực thụ, dần dần hòa nhập với ngôi nhà. Về phía anh chồng, công việc không được thuận lợi lắm, vì bị xếp tư thù nên đã điều anh đến một nơi khỉ ho có gáy. Sau khi biết chuyện, nữ chính tìm gặp
cấp trên cầu xin tha thứ. Nhưng không ngờ, hắn ta lại vô cùng hống hách nói, nếu tôi không xử đẹp mấy người thì tôi sẽ cùng họ với cô. Mềm dẻo không muốn, cô lại đành phải sử dụng biện pháp mạnh rồi. Nữ chính cầm điện thoại lên, sử dụng mối quan hệ trước đây của cô, điều tra ra hắn đã từng tham ô. Tên cấp trên nghe thấy sợ khiếp vía, hắn hỏi trong sự kinh ngạc, rốt cuộc cô là ai? Sau đó, hắn chạy đi không dám ngoảnh lại. Cuộc sống gia đình hạnh phúc viên mãn khiến cô cảm nhận được niềm vui thực thụ. Nhưng thời gian trải nghiệm làm vợ người ta chỉ còn 7 ngày, sau 7 ngày cô sẽ gặp tai nạn chết, cơ thể kia sẽ được tỉnh lại. Cũng vào lúc này, cậu con trai lại xảy ra chuyện, bởi vì bị ngã khiến đôi mắt bị mù phải làm phẫu thuật. Cô cầu xin linh mục, cậu bé còn nhỏ đã xảy ra chuyện mà bây giờ người vợ còn ra đi mất thì anh chồng sẽ ra sao đây? Cô muốn từ bỏ thân phận luật sư nổi tiếng trước kia để đổi lấy cuộc sống hiện tại. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng cả nhà có thể vui vẻ sống cùng nhau. Linh mục liền an ủi cô, không còn cách nào khác, ý trời đã định, sau khi con rời đi, mắt của cậu bé sẽ khỏi, không thể làm trái được ý trời. Một tuần cuối cùng, nữ chính cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ ở bên cậu con trai nhỏ. Một tuần chớp mắt trôi qua, cơ thể của nữ chính tỉnh lại, cô lập tức bắt xe đi đến bệnh viện của con trai. Nhưng ở đây không còn dấu tích của bọn họ, cô đi đến nhà trước kia nhưng mở cửa cũng là một gia đình khác. Trước đây, cô là một luật sư nổi tiếng không biết tình cảm là gì, nhưng bây giờ cô lại chỉ mong muốn trở về cuộc sống một tháng vừa qua. Cô lên máy bay, chuẩn bị đi châu Âu để giải tỏa tâm trạng. Cô vừa ngẩng đầu lên thì một ánh sáng vút qua, con nhỏ, con lớn, còn có cả anh chồng đẹp trai nữa. Phần kết phim, cô nở một nụ cười thật hạnh phúc. Bộ phim ngày hôm nay đến đây của chúng tôi là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hy vọng các bạn sẽ follow kênh Phim Hay để chúng tôi có thể mang tới cho các bạn thật nhiều phim hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Ta-da! Vậy là bộ phim này đã kết thúc tại đây rồi. Mọi người thấy hay thì có thể để lại một phần comment phía dưới cho tôi biết nha. Mong mọi người sẽ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình trong những video sắp tới nha.